nếu bạn không dung trồng chánh niệm và trí tuệ đã sẵn có của mình mà chỉ cố gắng nửa vời chướng ngại trên đường tu của bạn sẽ tăng lên gấp bội cho đến khi chúng che khuất mọi ngã đường làm đoạn cuối con đường mãi mãi chìm trong bóng tối sự thất bại tâm linh Achan Kampan là một thần tượng đối với đại chúng tăng ni thiền viện phu cao trách nhiệm của ngài là hướng dẫn các tu nữ tu tập hàng ngày điều đó có nghĩa là thường xuyên tiếp xúc với các cô tu nữ gặp các cô theo nhóm nghe những kinh nghiệm và những than phiền và cho các cô lời khuyên cá nhân về những vấn đề khác nhau tuổi tác và thứ bậc cao của ngài có vẻ ngăn ngừa được sự phát triển dính mắt trần gian giữa ngài và những người nữ mà Ngài chỉ dạy. Nhưng than ôi, xác thịt mềm yếu và tâm linh thất bại. Một nhóm nhỏ các tu nữ ở lại khi Ma Chi Kẻo và các tu nữ khác rời đến hang Nograba. Trong thời gian các cô vắng mặt, Achan Kampan bất cẩn bỏ qua địa vị là người dẫn đường tâm linh của mình, đã có dính líu tình cảm với một trong các tu nữ ở lại mặc dù mức độ thiền định của Ngài cho phép Ngài quan sát và tìm hiểu hoàn cảnh của các chúng sinh khác. Ajahn Kampan đã bỏ qua việc quán chiếu và thâm nhập bản chất thực của chính mình vì không dung bồi tuệ căng một cách đúng đắn. Ngài sao lãng thực hành theo giáo lý cơ bản trong lời dạy của Đức Phật. Ngài không nghiên cứu kỹ càng các nhóm thành phần cấu thành thân và tâm để thấy rằng chúng hoàn toàn là tạm thời bất toại nguyện và không có cái tự thân trong khi đắc định sâu thân và tâm hợp nhất vào một tính đồng nhất của tâm thức tính biết căn bản của tâm đơn giản và tinh khiết bất động và lặng yên sự lắng động này của tâm làm tăng cảm giác thanh tịnh và hài hòa kỳ diệu không thể tả được và hoàn toàn dễ chịu tới mức có thể thành nghiện nhưng cho dù kinh nghiệm về chúng có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa trạng thái đắc thiền này vẫn bị ô nhiễm bởi tham sân và si những kinh nghiệm thiền định thuộc loại này về bản chất không vượt ra ngoài thế giới hữu vi và những thắng trí thu lượm được từ kinh nghiệm thiền định như thế vẫn là kết quả trong trí tuệ thế gian còn bị dẫn đục vì những ảnh hưởng ô nhiễm đó. Một tâm đơn giản và hợp nhất nhờ định trở nên rất sâu sắc, trong sáng và mạnh mẽ. Chỉ cần hướng định tâm này đến việc thực hành quán chiếu thì trí tuệ siêu việt chân thật có thể đạt được. Sự thẩm tra minh sát sâu sắc về thân, thọ và tâm có thể nhộ tận rễ nọc độc của tham, sân và si. Do vậy, nhận ra được bản chất phù du và trống rỗng của tất cả các hiện tượng, diệt trừ được tham ái và đạt được giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Định và tuệ cần đi đôi với nhau, đẩy thiền đến mục đích của nó như hai bánh xe của một cổ xe bò. Sự an tĩnh và tập trung của định tạo điều kiện cho trí tuệ tiến tới và nhổ bỏ các ô nhiễm ngủ ngầm thông qua việc sử dụng các kỹ năng quán chiếu chuyên biệt. Nhờ nhổ tận gốc những hiểu biết sai lầm này, kết quả là trí tuệ giúp củng cố thêm trạng thái an tĩnh của thiền. Do đó, định và tuệ đi theo bộ đôi, cái trước, cái sau để chỉ dẫn thiền sinh đi trên con đường tiến tới giác ngộ của Đức Phật. Đạt được trạng thái an tĩnh và tập trung tuyệt vời của định, Ajahn Kampan mới chớm ra tới cửa ngõ, đến thế giới bên ngoài trọng lớn của năng lượng tâm linh. Thay vì sử dụng sự tập trung vào bên trong rõ ràng và sắc bén của thiền định để khám phá sự thực về bản thân mình và về sự dính mắc vào những yếu tố tinh thần và vật chất tạo nên mình. Ngài hướng chú ý của mình ra ngoài tới thế giới của những trường năng lượng tâm thức di tế. Vì Ngài không dùng trí tuệ giải thoát để xây lớp rào trắng đối với những bản năng thấp hèn trong mình. Ngài vẫn là đối tượng của tham dục, và do đó kẹp vào trong xiền xích ái dục của cuộc sống vô minh. Khi Ma Chi tự động Nograba về, việc Achan Kampan mê đắm một cô tu nữ nhỏ đã trở nên rõ ràng. Nhưng vì là bậc sư trưởng của tăng đoàn, và vì tiếng tốt của Ngài, các sư và các cô tu nữ không dám trách ngài về sự thiếu thận trọng của ngài âm thầm bàn riêng với nhau đại chúng tăng ni hy vọng quan hệ đó sẽ nhạt dần và chấm dứt do đó tuyên bố bất ngờ của a kampan rằng ngài và cô tu nữ nhỏ kia sẽ xả y và cưới nhau quay về sống đời cư sĩ đã làm mọi người sốc và mất hết tinh thần mà chị kẻo rất buồn vì sự ra đi bất ngờ của ngài và thất vọng vì ngài đã không xứng đáng với niềm tin tưởng mà cô và các cô tu nữ khác đã đặt nơi sự dìu dắt của ngài đến thời điểm đó các tu nữ đã sống và hành trì dưới sự dạy dỗ của ngài được tám năm việc ngài xả y không chỉ tạo nên một vụ bê bối khó chịu trong thiền viện mà còn tạo một chỗ trống trong đội ngũ lãnh đạo của chư tăng ni điều này buộc các tu nữ phải nghĩ đến chuyện dọn đến một địa điểm thuận lợi hơn càng sớm càng tốt. Bỗng nhiên vai trò lãnh đạo tinh thần của các tu nữ trở thành trách nhiệm của chính các cô. Các cô Mechiyan, Mechiyin tổ chức một cuộc họp riêng cho các tu nữ. Nhanh chóng thống nhất rằng họ cần trở về làng quê của mình ngay lập tức và tìm một địa điểm thích hợp để dựng thiền viện riêng chỉ dành cho các tu nữ. Với mục đích đó, Ma Chi Khẻo và sáu tu nữ khác về bán Huế Sải vào mùa xuân năm 1945. Biết được khó khăn bất ngờ của các cô tu nữ và thông cảm với hoàn cảnh của các cô. Hai vị già làng đáng kính đã đứng ra lo hộ cho các tu nữ và cúng dường các cô 20 mẫu đất canh tác cách một dặm về phía nam từ trung tâm làng nằm cao hơn ruộng lúa xung quanh khoảnh đất này đã được dùng qua nhiều đời để trồng cây tạo thu nhập như cây bông cây gai và cây chàm tuy nhiên phần lớn của mảnh đất có những lùm tre um tùm và cây gỗ cứng cao vút tạo cho các tu nữ có khoảng không gian cách biệt thích hợp để sống đời sống tâm linh của mình mà không bị làm phiền các tu nữ đón nhận lòng hảo tâm của hai vị già làng và nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng ni viện trong rừng. Với sự giúp đỡ từ những người dân bản của bán khuấy sải, những bụi cây rậm rạp đã được phát quang để dựng những chiếc láng tạm thời bằng tre. Chổng tre để ngủ được đóng bằng những thanh tre được chẻ theo chiều dài, xếp dọc cạnh nhau thành một mặt phẳng, sau đó được buộc chặt vào khung tre có chân làm cho mặt chổng cao lên, với độ cao dài khoảng 1 m tám, rộng khoảng 1 đến 1 m hai và cao khoảng nửa mét. Mái được lợp bằng những bó cỏ mọc hoang quanh đó. Mỗi một tròi lợp mái cỏ được dựng cho một cô tu nữ và mỗi tròi được đặt cách xa nhau trong phạm vi di diện tích thiền diện cho phép. Dân làng giúp các cô tu nữ làm đường để hành thiền đi bên cạnh mỗi trò giảng dị của các cô. Dân làng giúp các cô tu nữ làm đường để hành thiền đi bên cạnh mỗi trò giảng dị của các cô. Một cái xã la nhỏ nhưng vững chắc được dựng trong một khu đất trống rộng Trước đây là đất canh tác, cột và kèo gỗ được cưa và đẽo, rồi được đóng lại bằng những chốt gỗ để tạo khung chính. Mái lợp bằng cỏ tranh đơn sơ ở gần đó, một nhà bếp để chuẩn bị thức ăn được dựng bằng các thanh tre chẻ ghép lại và mái được lợp cỏ. Một cái bếp lò đất đun củi dùng để nấu. Phương tiện sống cơ bản cũng thiếu thốn. Các tu nữ dùng tre làm cốc và các dụng cụ nấu bếp đơn giản. Vì không có giếng trong thiền diện, nước được lấy từ suối gần đó và cánh về thiền diện hàng ngày. Các tu nữ không có những vật dụng cơ bản như dép, Do đó, các cô dùng mo cao khô làm dép thô sơ. Dao rửa, cuốc, sẻn cũng khó mà có được. Buộc các cô phải mượn phần lớn những dụng cụ đó từ trong làng. Mặc dù mê chi Khẻo và các tu nữ sống trong điều kiện nghèo nàn thật sự, các tu nữ sống vì giáo pháp vẫn sẵn sàng chấp nhận những bất tiện đi kèm với việc tu tập. Đi diện bán huế sải nhỏ và tách khỏi cuộc sống trong làng nguyên tắc tu tập nghiêm ngặt và đơn giản điều kiện sống của thiền viện như vậy khó cho phép những gì không cần thiết hoặc phù phiếm xuất hiện các tu nữ dành thời gian ban ngày để hành thiền mỗi tối các cô tập trung ở xã la trang nghiêm ngồi trên sàn gỗ cứng trong một ngôi nhà không có tiện nghi hoặc trang trí các tu nữ tụng những bài kệ thiêng liêng ca ngợi ân đức của đức phật đức pháp và đức tăng mà Chi Khẻo thường nói rằng kiên nhẫn chịu đựng những khó khăn vật chất của cuộc sống xuất gia dễ dàng hơn nhiều so với việc không có một người thầy hướng dẫn các tu nữ vượt qua những hoài nghi trong quá trình thiền tập. Sự thất vọng cay đắng khi thấy Ajahn Kampan bị khuất phục bởi sức mạnh của ham muốn sắc dục như đè nặng trái tim của me Chi Khẻo. Cô cảm thấy bị thôi thúc bởi nhu cầu bất thiết, cần tìm hiểu tại sao thiền đã không bảo vệ ngài khỏi những tham muốn thấp hèn tầm thường cô luôn bị những suy nghĩ đầy nghi ngờ và lo lắng ám ảnh liệu việc hành thiền của cô đã đi đúng hướng chưa có phải cô đã bỏ qua một yếu tố cốt yếu nào đó không quanh quẩn với những câu hỏi này nhưng không có câu trả lời cô quyết định rằng cô phải tìm một người thầy thật sự đủ năng lực là hai tu nữ lớn Ma Chi Giang và Ma Chi Dinh chịu trách nhiệm quản lý các công việc hàng ngày của Ni Viện. Với sự cảm thông và chúc phước của hai tu nữ, Ma Chi Khẻo chia tay với nhóm tu nữ mà cô đã cùng sống trong 8 năm. Cô rời Ni Viện mới dựng để thực hiện chuyến đi của mình. Sau khi hết mùa an cư và cùng đi với một cô tu nữ nhỏ, Ma Chi Khẻo trèo lên sườn đồi thấp dưới chân núi Phu Phan ở phía bắc của bán huế sải và đi tiếp về phía bắc dọc theo đường mòn trên những dãy núi cao và qua những thung lũng rộng cho tới khi cô đến được thiền viện trong rừng của achan công ma ở trên cao phía chính đông của dãy phu phan thân thể con người là đối tượng chính của tham ái và dính mắt đau khổ là hậu quả không thể tránh khỏi hãy nhìn vào thân này nó là một đống thịt và máu, rộng 60cm và dài 1m8, luôn luôn biến đổi từng dây khắc. Quán thân Khi đến nơi, Mê Chi Khẻo gặp Achan Công Ma ở xã La Chính của Thiền Diện. Sau khi đảnh lễ, cô kể cho ngài về những nghi hoặc và băn khoăn của mình, về những sự kiện che mờ môi trường tâm linh của cô và đe dọa phá vỡ sự an bình và định tĩnh trong tâm cô. Việc hành thiền của cô không tiến triển suôn sẻ kể từ khi Ajahn Kampan xả y và cô không hiểu lý do tại sao. Theo trực giác, Achan Công Ma biết rằng sự tập trung tinh thần mạnh mẽ của cô cần phải được chuyển hướng, không chạy theo những hiện tượng bên ngoài. Với những dính mắt vào hình tướng, sang việc nghiên cứu đầy đủ bản thân mình vì người thầy trước đó của cô đã là một nạn nhân của những ham muốn xác thịt ngài yêu cầu cô bắt đầu bằng việc xem xét toàn bộ cơ thể vật chất của mình a chan công ma gợi ý me chi khẽo bắt đầu quán thân từ việc tập trung vào những đặc điểm gớm khiết và bản chất bất tịnh vốn có của thân người bắt đầu bằng tóc lông móng răng và da rồi quay vào trong đến thịt gân, xương, tủy, thận, tim, màng ngăn, lá lách, phổi, ruột non, ruột già, dạ dày, phân, mật, đờm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, bã nhờn, nước bọt, nước nhầy, nước mũi và nước tiểu. Ngài nhấn mạnh, cô phải ngừng việc chú ý đến các hiện tượng bên ngoài đã mê hoặc cô từ đó đến nay và chuyển toàn bộ sức mạnh chú ý vào bên trong để khám phá những bộ phận vật chất có trên tấm thân mà cô coi là chính mình kính trọng nhưng lưỡng lự mê chi khẽo chấp nhận lời khuyên của ngài không hề phản đối nhưng cô chưa thỏa mãn đối với cô tập trung vào bên trong có nghĩa là lặp đi lặp lại từ bút đô cho đến khi tâm rơi vào trạng thái an định sâu lắng a chan măng dạy cô cách tập luyện đơn giản này từ nhiều năm trước và cô bướm bỉnh không muốn thay đổi cầm chắc rằng mình đã biết cách hành thiền cô không sẵn sàng thử nghiệm nghiêm chỉnh lời khuyên của a chan công ma cô lì lợm cố thủ với cách hành trì thường ngày của mình mặc dù kết quả tiếp tục chỉ mang lại sự không hài lòng và nghi hoặc cô càng không muốn dân theo lời ngài a chan công ma bao lâu thì tâm cô càng không thể đi vào được trạng thái bình an và định tĩnh hoàn hảo suốt trong vài tháng sự ương bướng đã cản trở cô đưa tâm tập trung hội tụ vào tĩnh lặng mẹ chị kẹo bực bội vì không có tiến bộ và cảm thấy hết cách một đêm khi đang tập thiền đi cô bắt đầu tự quở trách mình gây khắc bắt đầu mưa từ đêm nhưng cô quyết định không vào tròi. đã đến lúc phải tự dạy cho mình một bài học cô đi tới đi lui cả đêm trong mưa tầm tã để trừng phạt thái độ bướng bỉnh tự cao tự đại của mình quyết tâm không lùi bước cho đến khi chuộc được lỗi lầm cô mổ xẻ lỗi của mình hết lần này đến lần khác để tìm xem sao tâm cô lại cứng thế mặc dù a Koma công ma đã tạo cho cô tất cả mọi điều kiện thích hợp cần thiết để thiền tập tiến bộ cô đã gan lì từ chối không nhượng bộ cô biết lập trường của cô là không hợp lý và cần phải thay đổi cô tự hỏi mình sao ta có thể biết được sự thật khi tâm dùng để tiếp nhận sự thật lại si mê như vậy ngày hôm sau khi đã hoàn toàn chấp nhận lỗi lầm cô quyết tâm sửa chữa tính ương bướng của mình thành kính đảnh lễ trước Đức Phật. Cô lặng lẽ thành tâm, xin A Trang Công Ma tha lỗi. Sau khi an tịnh tâm, bằng việc tụng những bài kệ an lành, cô bắt đầu nghiêm chỉnh thiền về bản chất của cơ thể người. Mẹ chị khẽo quán thân bằng cách thiền về bản chất nhơ bẩn và gớm kiết vốn có của nó. Đầu tiên, cô suy ngẫm về những đặc tính gớm kiết dễ nhận thấy những đặc tính làm cơ thể đau đớn khi còn sống mũi luôn luôn có chất nhầy tai luôn luôn có ráy tai và da luôn tiết ra mồ hôi và chất nhờn cơ thể liên tục thải ra phân và nước tiểu và nếu không được vệ sinh thường xuyên cơ thể bốc mùi hôi thối và thấy khó chịu bằng việc luyện tập liên tục cô bắt đầu hiểu rõ ràng rằng phần lớn sự không hài lòng của cô bắt nguồn từ việc chấp khư khư coi thân này như là cốt lõi của sự tồn tại của cô và coi nó như nét đặc trưng chủ yếu của cái tôi và một cá nhân mặc dù không biểu lộ rõ ràng trong ý thức và thái độ bình thường ý niệm đó lại rất căn bản và sâu kín vận hành ở tầng tiềm thức và mang tính bản năng do đó khi đặt bản năng cơ bản này trong các hoạt động có ý thức cô đã soi thấy hình bóng rất cụ thể của một cái tôi trong mọi hành động của mình cô nhận ra rằng cuộc đời của một con người thường được lập kế hoạch luôn xoay quanh những ham muốn liên quan đến thân, thường xuyên quan tâm đến bề ngoài, quần áo, tự tôn và sự thoải mái cá nhân. Bằng việc thiền về bản chất không trong sạch của thân, Mê Chi Khẻo bắt đầu kinh nghiệm được rằng thân vốn gớm kiết và không ổn định là cái đẩy ham muốn ra chứ không phải hút ham muốn vào. Bằng việc quán thân hàng ngày, cô giảm dần tham ái được dựng kín khắp thân. Giải phóng cô thoát khỏi sự đồng hóa mạnh mẽ của cái tôi giới thân. Trong khi thiền hàng ngày, cô chia thân ra làm nhiều mảnh, nhiều lớp, khám phá về da. Cô thấy nó là một lớp vỏ mỏng, bọc ngoài thịt và nội tạng của thân. Mặc dù khi nhìn bình thường thì nó có vẻ sạch sẽ và có sức lôi cuốn nhưng khi khảo sát gần hơn sẽ thấy một lớp nhăn nheo, cáo bẩn rỉ ra, rất nhiều mồ hôi và chất nhờn. Chỉ có kỳ cọ và lau rửa thường xuyên mới làm nó trông có vẻ chấp nhận được đối với bản thân mình và người khác. Tóc có thể được chải và tạo dáng cẩn thận và được ngắm nhìn một cách thích thú toàn bộ vẻ bề ngoài bao quát của mái tóc. Nhưng nếu dài sợi tóc mà rơi vào đĩa thức ăn thì nó sẽ làm người ta hết muốn ăn ngay tóc và lông người vốn dơ giấy do đó người ta phải thường xuyên tắm rửa thực ra không có cái gì liên quan đến bất cứ bộ phận nào của thân người có thể sạch được lâu vì toàn bộ thân người về bản chất là dơ giấy chì bẩn và mùi tích từ người quần áo và ra cối phải được chặt thường xuyên thậm chí thức ăn cũng bẩn khi nó được nghiền giữa hai hàm răng và quyện với nước bọt. Toàn bộ cơ thể có cùng một tính chất gớm khiết. Sau khi quán sâu sắc sự dơ giấy tự nhiên của các bộ phận bên ngoài của cơ thể, Mẹ Chi Khẻo nghiên cứu các cơ quan nội tạng và các chất chúng bài tiết ra. Và rất nhiều cặn bã tiết ra mùi hôi thối. Sau khi đã thẩm tra kỹ càng tóc, lông, móng, răng và da với cảm giác càng lúc càng chán, mê chi khẽo thực hành trong tâm, bốc lớp ngoài và mường tượng thân không có da, lộ phần thịt bên dưới, tươi và đầy máu. Kiểm tra sát cả khối mô lấp lánh dính đầy máu gây cảm giác kinh tởm. Luôn ghi nhận rằng cảnh này không phải là sự tưởng tượng loạn trí, mà là sự thật của tấm thân cô đã sống cùng suốt cả đời. Cô tiếp tục đào sâu khám phá đến gân, xương và nội tạng những giải thịt ôm lấy xương như thịt sống. Cô thấy tim, gan, thận, lá lách, phổi, dạ dày, ruột non và ruột già. Tất cả đều lầy nhầy ở trong những hốc có màng nhầy nằm trong khung xương sườn và xương chậu. Và được giữ ở chỗ của mình bằng các bó màng có sơ. Theo đúng phương pháp, cô thấy trong tâm từng bộ phận trong phạm vi riêng của nó, từng bộ phận bọc trong mỡ máu rỉ ra và chất nhầy tiết ra. Bộ phận nào cũng đều có chất thải thối rửa chờ được tống ra ngoài. Dùng khả năng tập trung tinh thần cao độ để tìm hiểu sâu vào bên trong các bộ phận cơ thể. Mê Chi Khẻo lần đầu tiên bằng trí tuệ, xuyên thấu thấy được bản chất chân thực của thân. Nhìn thấy bằng tuệ giác, cô đã có thể thấu hiểu rộng tới toàn bộ vật chất thuộc về thân và nhận ra rằng tất cả chúng đều có bản chất giống hệt nhau cô hiểu rằng toàn bộ thân thật đáng kinh tởm và gớm khiết và rằng không thể tìm thấy một tính chất cá nhân đáng hài lòng và ổn định trong thân tại thời điểm nhận thấy rõ ràng đó tâm cô đột nhiên rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn một đốm sáng mờ nhỏ nằm sâu trong tâm cô bắt đầu bùng lên và sáng rực rỡ nó đập và sáng dần lên tỏa hào quang rộng ra cho đến khi toàn bộ tâm thức của cô được phủ trong ánh sáng và trở nên sáng rỡ, rõ ràng, nổi trội và mềm mại. Cô xả thiền cho lúc rạng sáng, làm các nhiệm vụ buổi sáng. Cảm giác di tế của sự hài hòa và thống nhất bao trùm lấy từng chuyển động của cô. Sự rụt rè và do dự trong cử chỉ của cô đã biến mất cô vui vẻ và hạnh phúc khi cúng dường vật thực buổi sáng lên chư tăng nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ của cô a chan công ma đã nói cho tất cả đại chúng nghe thấy me chi khẽo cô giờ đây đang đi đúng đường hãy giữ vững quyết tâm thiền của cô đã về đúng đường me chi khẽo ở lại trú xứ với a chan công ma vài tháng nữa tận dụng cơ hội được sống với một vị thầy giỏi để củng cố định lực và gieo trồng sức mạnh của trí tuệ. Bây giờ cô đã hiểu tại sao việc hành thiền của Achan Kampan đã không bảo vệ được ngài khỏi những ham muốn bình thường và thấp hèn, đã cắm rễ sâu vào sự dính mắc tới sát thân. Cô đã hiểu sự cám dỗ mạnh mẽ của tham dục và cô đã biết cách hóa giải nó. Cuối cùng, khi cô cảm thấy vững tâm rằng cô đã phát triển được nền tảng vững chắc trong pháp hành của mình, cô quyết định quay về trợ giúp các cô tu nữ khác ở ni viện bán khuấy sải cô lo lắng rằng các tu nữ vẫn thiếu một người thầy đáng tin cậy để hướng dẫn họ đi đúng đường và cô tin rằng giờ đây cô có thể đóng góp phần mình giúp thực hiện vai trò đó trò đó trò đó trò đó